Nắm vững các tiết sau để chăm con sốt về đêm đúng cách. Nếu đo thân nhiệt con sốt không quá cao, mẹ không cần phải gọi bé dậy mà mẹ cần phải lưu ý những ý như sau. 1. Theo dõi thân nhiệt của trẻ thường xuyên. 2. Cho trẻ nghỉ ngơi trong phòng thoáng khí. 3. Mặc quần áo thoáng mát có khả năng thấm hút mồ hôi tốt. 4. Mẹ nên lấy một chiếc khăn ấm hoặc sử dụng khăn lau thảo dược Dr. Papi để lau mát cho con. Một tip để mẹ không phải vất vả nấu nước hay là phải thay khăn thường xuyên, đó là mẹ có thể sử dụng các loại khăn thảo dược, ví dụ như khăn hạ sốt Dr. Papi. Khăn hạ sốt Dr. Papi này được tẩm dịch chất hạ sốt từ lá nhọn đồi, tinh chất chanh, bạc hà, tía tô, hạ sốt theo phương pháp vật lý hiệu quả, tác động nhanh và vô cùng an toàn kể cả bé sơ sinh. Với cơ chế tác động kép là bay hơi nước và truyền nhiệt trực tiếp, nhiệt cao sẽ được truyền từ cơ thể con sang khăn khi mẹ lau chườm liên tục, đặc biệt là ở các vùng như hai bên nách, hai bên bẹn và mẹ lau toàn thân. Đồng thời các thảo dược trong khăn sẽ giúp giãn mở lỗ chân lông, tăng tiết mồ hôi và giúp con giảm nhiệt nhanh hơn. Nếu trường hợp nhiệt độ cơ thể con vẫn tăng cao thì mẹ nên đặt thêm viên đặt hậu môn, hàm lượng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Với bé dưới 3 tháng tuổi sốt cao trằn trọc quấy khóc thì mẹ nên gọi bé dậy và cho bé sử dụng một liều hạ sốt và nên đưa bé đi khám sớm. Gửi tin nhắn để nhận được tư vấn của các dược sĩ mẹ nhé. Khăn lau hạ sốt Dr. Baby giảm nhiệt, hạ sốt nhanh chóng.